và siêu phẩm chống sét lan truyền dành cho các công trình có hệ thống điện một pha, rất phù hợp cho lắp đặt để bảo vệ các thiết bị điện như TV, tủ lạnh, điều hòa hay máy giặt khi có sét lan truyền tới. Đó chính là thiết bị LSN2720S đến từ thương hiệu Otowa Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn theo dõi video của Chống Sét VN. Các bạn thân mến, trong video trước, tôi đã giới thiệu đến cho anh chị và các bạn sản phẩm chống sét lan truyền giúp bảo vệ đường nguồn cho hệ thống điện 3 pha với mã sản phẩm LST2720S đến từ thương hiệu Otowa Nhật Bản. Và nếu như mọi người chưa kịp theo dõi video thì đừng bỏ lỡ nhé, tôi sẽ để link video ở dưới phần mô tả. Và sau một tuần lên sóng thì chúng tôi đã nhận được khá nhiều phản hồi từ anh chị em. Hầu hết mọi người đều đặc biệt quan tâm đến thiết bị chống sét lan truyền bảo vệ cho nguồn điện một pha. Chính vì thế trong video ngày hôm nay, Chống Sét VN sẽ giải đáp toàn bộ thông tin xoay quanh sản phẩm chống sét lan truyền phù hợp lắp đặt cho nguồn điện một pha. Và cùng với những thông tin đó thì chắc chắn rồi sẽ có hướng dẫn và những lưu ý khi lắp đặt sản phẩm. Vì vậy mọi người hãy chú ý theo dõi đến hết video nhé. Và siêu phẩm chống sét lan truyền dành cho các công trình có hệ thống điện một pha đó chính là thiết bị LSN2720S đến từ thương hiệu Otowa Nhật Bản. Nguyên lý hoạt động của thiết bị LSN2720S rất đơn giản. Đó là khi có hiện tượng điện áp tăng đột biến do sét lan truyền vào đường điện, thiết bị sẽ bảo vệ hệ thống điện trong tòa nhà. Và theo như chúng ta đã biết từ trước đến nay, thông thường điện một pha sẽ được sử dụng phổ biến trong các công trình dân dụng. Chính vì vậy, thiết bị LSN2720S rất phù hợp cho lắp đặt để bảo vệ các thiết bị điện như TV, tủ lạnh, điều hòa hay máy giặt khi có sét lan truyền tới. Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy cùng chúng tôi khám phá các thông số kỹ thuật của thiết bị này nhé. Và thiết bị chống sét lan truyền LSN2720S đạt tiêu chuẩn quốc tế IEC 616411 và châu Âu N 616411. Và thông số kỹ thuật cụ thể của sản phẩm này như sau. Điện áp định mức UN là 220V. Điện áp hoạt động tối đa UC là 275V. Dòng giả sông sét định mức IN là 20kA. Dòng giả sông sét cao nhất IMAX 40kA và cấp bảo vệ điện áp UP nhỏ hơn hoặc bằng 1,5kV. Vậy, thiết bị này được lắp đặt như thế nào? Chúng ta hãy cùng bắt tay vào thực hiện. Đây là mô hình kỹ thuật đã được chuẩn bị sẵn. Ở đây tôi có Automator, cầu chì và thiết bị chống sét lan truyền LSN2720S. Hệ thống điện một pha sẽ được đấu nối qua Automat rồi đến cầu chì và dây pha, hay còn được gọi là dây nóng, sẽ được đấu nối vào đầu dây pha của thiết bị được ký hiệu là L. Dây trung tính của hệ thống điện, hay còn được gọi là dây nguội, sẽ được đấu nối với đầu dây của thiết bị được ký hiệu là N. Đầu ra của thiết bị chống sét lan truyền được ký hiệu là PE sẽ được đấu nối với dây dẫn ra hệ thống tiết điện đã được tính toán và đo đạc một cách cẩn thận và đạt tiêu chuẩn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành đấu nối thiết bị. Anh chị em cũng đừng quên kiểm tra nguồn điện và trang bị đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công nhé. Như chúng ta đã thấy ở đây, đây chính là nguồn điện đầu vào của Automat tổng trong hệ thống điện một pha. Và đầu ra của Automat, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành đấu nối với cầu chì. Vậy tại sao ở đây chúng ta lựa chọn lắp đặt qua cầu chì? Bởi cầu chì chính là thiết bị trung gian để thuận lợi cho quá trình bảo vệ hoặc sửa chữa thiết bị chống sét lan truyền. Và tiếp theo, tôi sẽ đấu nối từ đầu ra của cầu chì vào thiết bị chống sét lan truyền được ký hiệu là L. Rồi sau đó, dây trung tính của hệ thống điện từ đầu ra của Automat sẽ được đấu nối với dây trung tính của thiết bị chống sét lan truyền được ký hiệu là N. Cuối cùng sẽ là đấu nối đầu ra của thiết bị với hệ thống tiết điện. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong đấu nối thiết bị chống sét lan truyền cho hệ thống điện một pha mã LSN2720S trên mô hình. Vừa rồi thì tôi đã chia sẻ đến anh chị em và các bạn về sản phẩm chống sét lan truyền Otowa. Các bạn có bất kỳ thắc mắc hay quan tâm đến sản phẩm, hãy để lại bình luận ở phía bên dưới hoặc gọi điện ngay đến số hotline 0987 850 785 hoặc truy cập website otowa.vn. Và trước khi kết thúc video, chúng tôi xin giải đáp câu hỏi tại sao lại khuyên các anh chị em nên lựa chọn dòng sản phẩm của Nhật Bản. Đó là bởi thương hiệu Otowa đến từ đế chế của ngành công nghiệp điện với hơn 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chống sét. Và đồng thời, vì là hàng Nhật Bản, chúng ta sẽ yên tâm hơn về độ bền của sản phẩm đúng không nào? Nhưng trên hết, sản phẩm từ thương hiệu Otowa Nhật Bản có chế độ bảo hành lên đến 5 năm,
cam kết chất lượng, chọn đời sản phẩm. Do đó, so với các hãng khác cùng phân khúc trên thị trường, thì Otowa chính là sự lựa chọn đặc biệt xứng đáng cho những khách hàng hướng đến một sản phẩm đạt chất lượng hoàn hảo. Và mùa rông sét thì sắp đến rồi, hãy trang bị ngay thiết bị chống sét lan truyền LSN2720S đến từ thương hiệu Otowa Nhật Bản để bảo vệ cho tổ ấm gia đình của mình, anh chị em nhé. Còn bây giờ, cảm ơn anh chị em và các bạn đã chú ý theo dõi. Kosecho arigatou gozaimashita.